Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ một cái bản vẽ phác thảo về sự biến đổi của vật. Đầu tiên chúng ta mở là bản vẽ phác thảo, vẽ một cái hình vuông trung tâm. Chúng ta lấy kích thước của nó, chiều dài là 300 mm, chiều rộng của nó là 100. Máy đưa đặt mẹ đi đi. Xong rồi chúng ta đánh ấn dấu tích. Chúng ta cho nó ra một vật thể 3D dày 8 mm. Chúng ta nhấn OK. Xong rồi chúng ta được một cái bản 3D như này. Tiếp tục. Và bạn sẽ vẽ một cái hình giống như hình con cá. Tùy theo kích thước mà chúng ta điều chỉnh. Xong rồi chúng ta vẽ xong hai cái dây này, chúng ta nhớ tắt tắt bản vẽ phác thảo đi. Nếu chúng ta không tắt thì lúc chúng ta vẽ sẽ không vẽ được. Rồi tại ô này chúng ta ấn vào bản vẽ phác thảo, vẽ một cái hình chữ nhật. Chữ nhật này chúng ta lấy kích thước của nó là 10. Và khoảng cách của nó đến cái bản này là 5. Xong rồi chúng ta cắt cái này đi, và chúng ta cho hai cái điểm này, chúng ta cho hai cái điểm này gắn lại với nhau. Đây cái cộng ở cái chỗ này, và tiếp tục ở góc này. Chúng ta cho nó nối vào với nhau. Tiếp tục chúng ta sẽ xong, chúng ta ấn OK. Xong rồi chúng ta nhấn vào cái ô hình chữ nhật của chúng ta vẽ. Chúng ta đục cho nó, chúng ta đục cho nó thông qua cái bản vẽ 3D này. Ô thứ hai chúng ta nhấn OK. Xong rồi từ cái vật mà chúng ta đục vừa nãy,
chúng ta làm một cái, chúng ta có thể làm nhiều cái tương tự như cái này vẫn trong cái phạm vi của hai cái dây này vừa vừa mình mới vẽ xong. Chúng ta đây là khoảng cách, khoảng cách của nó là 30. Chúng ta có thể làm bất kỳ, làm 19 cái chẳng hạn, 16 cái là được. Đây chúng ta thấy cái, tại cái ô này chúng ta vẫn thấy màu thì chúng ta ấn vào cái 5 mm thì nó sẽ hiện ra để chúng ta ấn tích. Vì như thế cái vật này mới ở trong cái dây mà chúng ta vừa đấy chúng ta vẽ. Nếu chúng ta không ấn tích vào cái ô này thì cái vừa chúng ta đục nó sẽ ra ra khỏi ngoài đấy, hai cái dây này. Chúng ta ấn tích, sau đó nhấn OK. Đây đây nó, đây nó ra 5 cái. Chúng ta có thể làm được nhiều hơn. Mười sáu cái. Chúng ta nhấn OK. Đấy, chúng ta thấy cái hình này, từ một cái hình này có thể biến thành, đổi thành nhiều hình khác nhau nhưng mà vẫn trong một cái phạm vi cố định. Xong rồi chúng ta không muốn, chúng ta có thể giấu hai cái dây này đi. Rồi chúng ta được một cái bản vẽ như này, bản vẽ như vậy.